Hello. Bài kính ân sư này là của Thiên Chương Khanh. Trương Thiên Khanh hát tặng sư phụ và con hát tặng sư phụ. Một người sáng tác, một người.
là đệ tử thiên tâm ân đức người nguyện con ghi khắc lòng. Kính ơn sư, cảm ơn sư phụ. Đạo diễn là Nhật Phương. Đứa nào mà về mà chọn được cái bài nhạc mà của bữa nay á, nó gom lại của ngày 30 tháng 4 này. Lấy cái bài sớm được. Bây giờ đánh đằng nào. Cũng bạn này chưa có giải tác hả? Dạ sư phụ, còn tiếp theo thì em Thiên Khanh có sáng tác một bài kính tặng cho sư mẫu. Sư mẫu. Dạ mời sư mẫu lắng nghe và toàn thể các anh chị em trong đệ tử của Thiên Long Sơn xin lắng nghe. Dạ dạ. Quá đặc biệt luôn gì vậy? Mua cái này nó chè cảm ơn. Rồi nó lên nha. Mong mang thân giác ngóng xuống dưới chân cùng ngài thiên tử đồ cho nhân sanh mau trở về thoát nguyện trầm luân. Người đây đông bao dung dân con ngộ ra đường ô mê gói chân khuyên con rằng hãy mau quay về yêu thương khắp chúng sanh mau yên bình nhà nhà hạnh phúc mở một lòng mê sinh cho phạm trần cả tình ngàn năm một mình đêm thơ mấy ai hiểu ra được ẩn mình trong dân gian thương con lành gọi con trở về tình mẫu thân nhân cùng chờ ngày mai đến chúng con đồng lòng đắm say người là ánh ban mai soi đường con đến tương lai thề một lòng tri ân công đức người nguyện có nỗi nhớ hoài kính sư mẫu tạ ơn sư mẫu. Một lòng hy sinh cho pháp trần cả tình ngàn năm một mình đến thâu mấy ai hiểu ra được ẩn mình trong nhân gian thương con lành gọi có trở về tình mẫu thật nhân chờ ngày mai đến chúng con đồng hành đắm say người là ánh ban mai soi đường con đến tương lai hề một lòng tri ân công đức người nguyện con luôn nhớ hoài tình mẫu thật nhất.
Thank you nha. Cái cộng dây. Đã cho cái máy này. Qua đi. Hello. Oh oh. Hứng hết luôn. Dạ. Anh á, hứng hứng bụi hết luôn. Đỡ lắm. Ca sĩ Hồ Thiên tới đây, mấy con Trung Quốc không? Không nghe tiếng hả? Cái này hơi ghép Bluetooth. Như là cái cục đó nó hết pin luôn. Anh tính. Rồi, có. Pin của anh tính còn. Em đang chặn. Cái cục của tôi ba hết rồi hả? Em đang chặn. Không vô miếng nào luôn. Pin chắc nó nghĩ tới con hay là nó hết pin nó hơi chờ không ra tiếng luôn. Cái điện thoại này gần 5 tiếng rồi sao? Hả? Gần 5 tiếng rồi. Con cứ quay đi. Để đi nấu đồ ăn. Sao con mời em ra vậy? Không ăn gì hả? Hả? Lên đây cái xông pha rồi không? Chào hỏi nổi nữa. Lấy bàn tay vô nha. Tại vì không lấy để con ngày mai học thôi. Để em mấy cái bánh được không? Lấy mấy cái bánh đó. Lấy đi. Muốn lấy nè. Đúng không? Chỉ cho mấy đứa nhỏ thôi. Cho mấy đứa nhỏ nhá. Ok. Em đi cho lấy cái nhỏ. Lấy trước sang đây. Mấy đứa nhỏ cần để hình giúp lại cho hình giúp lại. Cảm ơn. Rồi. Cẩn trọng. Nghĩa là lắm á.
về thành tôi trước cái đã, vì tôi làm gì nữa không có hiểu đây, còn cháu như này thấy như vậy kêu nó đây nó không dự, nó đứng với nó canh xe, tức là nó nghĩ đây bộ em cảm động á thiệt, chứ bộ cứ từ đứa nó có cái gì đó, đứa nào làm gì làm gì chưa lắm, không có tiền không kịp bữa nay cũng không có. Ở bên kia một đám luôn kìa. Nói chung là bữa nay là rất là thành công. Nhưng mà rất là thành công. Đó, cứ ăn đi rồi chúc cho phụ mới đó. Chúc cho phụ ngày thứ ăn. Bữa nay ông Sơn Thần cũng khen con đẹp trai nè. Chứ mà thấy con đẹp trai là Sơn Thần đấy, đẹp trai. Thấy không? Ông nói cảm ơn con làm cái miếng. Rồi chờ năm sau ngày 30 tháng 4 năm sau. Lựa ra ba chục cái có chữ niệm Phật đường cũng trả chị bảy. Nhưng mà đi sợ làm nhiều quá mấy là tự bỏ đóng tiền neo rồi mất tinh không. Chào chào. 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 Năm mình làm lao lại xong cái nào có chữ niệm Phật đường trả chị bảy ba chục cái còn mấy nhỏ nhỏ để tự viết ở dưới thôi chị. Trung thu ở trên ta mấy lễ Phật giáo á là cũng lớn đổi gì nữa. Bữa nay ta đang vui nữa chị bệnh âm. Quay cho em hả? Thì không? Thì không lấy gì khác, lấy cái đó cho tụi nhỏ nó. Nấu hả? Ăn chè không? Ăn chè. Chè gì? Chè xăm bổ lượng, chè xoay miếng. Muốn ăn chè gì? Thế đang chè gì? Lấy cho. Lâu rồi không ăn chè nữa. Mới quay qua xong sư phụ đi đâu rồi vậy? Ủa chị? Em mới quay qua cái sư phụ đi đâu lại đây? Cái nào hơn. Đổ vô nó hơn đẹp. Ủa, ngon lắm. Chị không ăn uổng. Chắc ăn cái nóng này quá. Cho ăn đi ngon lắm. Đổ gì ra nó hư cả nó hư. Cái này hai ly mật nè mà còn đây. Ngồi ăn chưa? Dạ. Quy luôn.
Không, em muốn kia cũng mật. Hai cái vô cho sáng lớn.